Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả của đài VTV. Kính thưa quý vị, bây giờ là chương trình tin tức địa phương. Sau đây kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Kính thưa quý vị, mở đầu là bản tin nói về ăn trộm trong khách sạn Ritz-Carlton ở thành phố Seattle. Một tên trộm đột nhập vào khách sạn Ritz-Carlton ở thành phố Seattle, Philadelphia và ăn cắp nhiều món đồ khác nhau. Sự việc xảy ra từ tuần trước vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng ngày 3 tháng 5 tại số 10 đường South Broad. Cảnh sát cho biết tên trộm vào khách sạn bằng cách mở cửa tầng hầm. Hắn đi qua phòng chống tổn thất dữ liệu và phòng thay quần áo. Sau khi lấy nhiều đồ vật, tên trộm bỏ trốn. Tính đến thời điểm này, nhà chức trách vẫn đang điều tra và truy nã tên trộm. Họ không cho biết khách sạn bị mất những đồ vật gì, chỉ yêu cầu bất cứ ai nhìn thấy kẻ khả nghi nói trên vui lòng gọi điện thoại khẩn cấp 911 hoặc gọi cho văn phòng thám tử Stanley theo số điện thoại 215-686-3093. Chúng tôi xin lặp lại 215-686-3093. Và cảnh sát Philadelphia bắn người đàn ông bên trong tòa nhà quận 39. Nhà cảnh sát Philadelphia thông báo có một thanh niên 23 tuổi bị bắn bên trong tòa nhà quận 39 tại Hunting Park khi anh ta cầm thuốc nevus lao vào cảnh sát. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 19 phút sáng ngày 11 tháng 5. Được biết nghi can đeo khẩu trang nên cảnh sát không biết anh ta muốn nói gì. Khi họ mở cửa bên cạnh văn phòng, anh ta cầm thuốc nevus lao ra tấn công. Vụ nổ súng xảy ra khi có 3 cảnh sát ở bên trong. Người nổ súng là một nữ cảnh sát 32 tuổi đã phục vụ trong ngành 7 năm. Nghi can được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Một nam cảnh sát bị chấn thương trong lúc xảy ra vụ tấn công cũng được đi đến bệnh viện điều trị. Nhà chức trách đang tiến hành cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân nghi can tấn công cảnh sát. Và một bản tin riêng biệt khác của nhà cảnh sát Philadelphia cho biết rằng khoảng 10 giờ sáng hôm qua, nhiều vụ nổ súng xảy ra tại khu nhà số 6000 trên đường North Beachwood thuộc khu vực Ogden và gần đại lộ Allegheny ở Kensington đã khiến cho một người đàn ông 35 tuổi thiệt mạng và ít nhất là 4 người khác bị thương. Nhà chức trách chưa cho biết nguyên nhân vì sao xảy ra những vụ nổ súng nói trên, cũng chưa có lệnh bắt giữ nào được ban hành. Và tin tiếp theo, phòng thí nghiệm Philadelphia điều tra cái chết của 3 du khách ở Bahamas. Những mẫu được lấy từ thi hài của 3 du khách ở Tennessee và Florida bất ngờ đột tử trong tình trạng bí ẩn khi họ đang ở khu nghỉ mát tại quốc gia Bahamas được gửi đến phòng thí nghiệm NMS ở Hotham, Pennsylvania để điều tra, ngõ hầu giúp nhà chức trách hiểu điều gì đã xảy ra với người quả cố. Phòng thí nghiệm NMS không phủ nhận cũng không xác nhận liệu họ có nhận được những mẫu liên quan đến các nạn nhân ở Bahamas hay không. Nhưng đây là phòng thí nghiệm hàng đầu nổi tiếng vì thực hiện những xét nghiệm chuyên biệt. Tiến sĩ Robert Milbert, nhà nghiên cứu chất độc của phòng thí nghiệm NFS cho biết, phân biệt chính xác một loại chất độc giống như là mò kim dưới đáy biển. Trong khi đó, thư ủy viên cảnh sát của Bahamas là ông Poro thông báo rằng họ đã thu thập mẫu trong những phòng các du khách ở và mẫu của những khu vực chung quanh để xác định xem có chất gây ô nhiễm nào hay không. Các nạn nhân đó là ông Michael Phillips, 68 tuổi, và bà Robbie Phillips, 65 tuổi, một cặp vợ chồng ở Tennessee. Nạn nhân thứ ba là ông Vincent Paul Girarella, 64 tuổi, là cư dân của Florida.
Thi hài của họ được tìm thấy vào sáng ngày 6 tháng 5 tại khu nghỉ mát Sendu Amrobi ở tại Extrema trong hai biệt thự riêng. Bà Denise là vợ của ông Chiarella, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Florida trong tình trạng nghiêm trọng. Và ông bà Philip dường như là chủ của công ty Royal Travel. Bà Robbie Philip thường tự nhận là The Sand Lady, chuyên thực hiện những chuyến du lịch tại khu nghỉ mát Sandu. Trước khi qua đời, bà đăng nhiều tấm hình về bãi biển của khu này trên trang Facebook vào ngày 5 tháng 5, đồng thời cho biết là đang ở cùng chồng tại nơi đây. Tiếp theo, lái xe quá tốc độ trên đại lộ Roosevelt giảm 91% kể từ khi gắn camera. Bản tin cho biết là về tường trình thường niên của camera bắn tốc độ tự động trên đại lộ Roosevelt của cơ quan điều hành bãi đậu xe Philadelphia đã cho thấy rằng chương trình camera tốc độ trên đại lộ Roosevelt đang hoạt động, bắt buộc người lái xe phải đi theo tốc độ cho phép. Tính đến tháng 11 năm 2021, những vụ lái xe quá tốc độ đã giảm hơn 90%. Một nghiên cứu của Sở Giao thông Vận tải Pennsylvania cũng thông báo tai nạn giao thông nghiêm trọng gây tử vong đã giảm bớt trên đại lộ Roosevelt vào năm 2020, năm đầu tiên của hệ thống gắn camera tự động. Ông Corinne O'Connor, giám đốc quản trị cơ quan điều hành bãi đậu xe Philadelphia, nói rằng trước khi gắn camera tự động, lái xe quá tốc độ gây tai nạn thường xuyên xảy ra. Mặc dù đại lộ Roosevelt chỉ cho phép lái xe từ 40 đến 45 mi một giờ, nhưng rất nhiều người đã chạy với tốc độ lên đến là 138 dặm một giờ. Hiện nay, vấn đề lái xe quá tốc độ đã giảm đến 91,4%, cho thấy rằng chương trình thật sự có hiệu quả, cứu được sinh mạng của nhiều người. Nhiều camera tự động theo dõi tốc độ sẽ được gắn tại hai địa điểm mới vào ngày 1 tháng 6, dọc theo dãy nhà số 700 trên đại lộ West Roosevelt giữa đường North 7 và đường North 9, cũng như tại dãy nhà số 5000 trên đại lộ Boulevard West Roosevelt giữa đường Summerdale và đường Pratt. Dữ liệu này được cơ quan điều hành bãi đậu xe Philadelphia tường trình trong hội nghị tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, một phần để khuyến khích các nhà lập pháp gia hạn chương trình. Chương trình camera tự động là một phần trong sáng kiến tầm nhìn Zero của thành phố Philadelphia, nhưng sẽ hết hạn vào năm 2022, theo quy định ghi trong đạo luật hiện thực. Ông O'Connor hy vọng chương trình được thực hiện vĩnh viễn trên mọi ngã đường của thành phố, không chỉ giới hạn ở đại lộ Roosevelt giữa đường số 9 và tuyến đường chung với quận Burke. Cơ quan điều hành bãi đậu xe Philadelphia hy vọng mở rộng chương trình gắn camera tự động đại lộ Delaware và đại lộ Torresdale. Và sau cùng là bản tin cho biết các chuyên gia của công ty AAA hướng dẫn cách tiết kiệm xăng. Các chuyên gia cho biết giá xăng trung bình tại thành phố Philadelphia hiện nay là 4,65 Mỹ kim một gallon, trong khi những khu vực còn lại của tiểu bang Pennsylvania thì giá xăng trung bình là 4,56 Mỹ kim một gallon. Tình trạng này cũng xảy ra tại New Jersey và Delaware. Tính trung bình một gallon xăng tại New Jersey là 4,65 Mỹ kim, trong khi tại Delaware là 4,40 Mỹ kim. Các chuyên gia của AAA cho biết, dân chúng có thể tiết kiệm từ 3 đến 5% nhiên liệu của họ bằng cách đo áp suất lốp xe chính xác từ nhãn dán trên cửa chỗ ngồi của tài xế. Chú trọng bảo dưỡng xe cũng là một cách tiết kiệm xăng. Không nên mở công tắc khởi động vào những buổi sáng trời lạnh trong lúc không có ai ngồi bên trong. Các chuyên gia nói rằng xe hơi hoạt động tốt hơn rất nhiều khi chủ nhân ở bên trong và bắt đầu lái xe. Nghiên cứu của công ty AAA cho thấy rằng thói quen người tài xế của chủ nhân là một trong số những yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu. Tốt nhất là nên lái xe với tốc độ giới hạn, tránh gia tăng vận tốc quá nhanh và tránh nhả chân ga sớm khi đến điểm ngừng, bởi vì điều này khiến cho chiếc xe vẫn lăn bánh trước khi đạp thắng ngừng lại. Kiểm soát hành trình cũng là một lựa chọn tuyệt vời khác để tiết kiệm xăng.
kỹ thuật viên bậc thầy của công ty AAA, đó là ông Daniel Cave, cũng cho biết nên loại bỏ những vật dụng không cần thiết như cờ treo, giá để xe đạp hoặc là hành lý trên xe để giúp tiết kiệm xăng. Hiện nay tại Hoa Kỳ, mức trung bình của một gallon xăng là 4,40 Mỹ Kim. Năm 2021, giá trung bình của một gallon xăng chưa đến là 3 Mỹ Kim. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức địa phương hôm nay của chúng tôi. Ngọc Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc. Thân ái, kính chào.